Trong chương trình hôm nay, tôi bị kẹt trong đám tắc đường, cưỡi xe Bentley và uống từ một cái xà beng. BMP 3 là loại xe bọc thép độc đáo nặng khoảng 20 tấn. Nó có hai ống phụt nước phía sau cho phép xe có thể bơi với vận tốc 10 km/h. Không phải loại phương tiện chiến đấu nào cũng có khả năng đó. Cần nhớ là một con suối nhỏ cũng có khả năng làm ảnh hưởng đến hoạt động hành quân. Trong những trường hợp này, quân đội Nga đã có một giải pháp nhanh chóng. Đằng sau lưng tôi là cây cầu nhảy múa tại Volgograd. Nó dài hơn 1 km và mất 13 năm để xây dựng. Tuy nhiên với lực lượng công binh thì khoảng thời gian đó quá đỗi xa xỉ. Họ có thể nối hai bờ con sông này trong 60 phút và tin tôi đi, cầu của họ sẽ không nhảy múa đâu. Gần làng Peskovatka, trên bãi cát bờ sông Đông là vị trí đóng quân của một đơn vị công binh. Tại một nơi hẻo lánh như thế này, chỉ trong vòng vài ngày, một thị trấn toàn lều đã hình thành. Và trong số họ, tôi là dân thường duy nhất. Chú ý, nghĩ, chúng ta sẽ hành quân ra sông Đông. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trong hàng ngũ. Trong quá trình hành quân, lái xe luôn phải đảm bảo tốc độ cố định, chỉ huy trung đội, hướng dẫn lính vào trong xe và đi đến địa điểm tập kết. Bên phải, quay. Chân phải, trước, hành quân. Để có thể nhìn thấy những chàng trai này kết nối hai bờ sông nhanh thế nào, tôi đã đột nhập vào một trung đội của tiểu đoàn công binh, những người có nhiệm vụ bắc một chiếc cầu phao. Đứng lại. Bên trái, lên xe. Giờ tôi sẽ ngồi lên chiếc xe tải hạng nặng với toàn bộ các bánh xe dẫn động trực tiếp này. Nó có tên là Uran. Ngồi cạnh tôi là Maxim, trung đội trưởng. Chào Maxim, xin chào. Chúc lên đường may mắn. Cảm giác khi lái chiếc xe tải này giống như là đang lái một cái nhà trên bánh xe vậy. Tay lái rất nặng, chân ga thì quá chặt, không có cách âm, dàn âm thanh hay điều hòa gì cả. Tuy nhiên, cỗ xe công kênh này có thể chuyên chở tới 6,5 tấn đốt cầu phao một cách dễ dàng. Tham gia vào nhiệm vụ này là một đơn vị lắp cầu phao gồm 80 đốt cầu, chở trên xe Uran. 20 thuyền máy cũng được kéo bằng xe tải Uran và 250 binh sĩ để vận hành toàn bộ các thiết bị này. Tôi có thể tưởng tượng được cảm xúc của tài xế lái xe Uran giống như trong một đám tắc đường nào đó tại Moscow. Bạn có thể cảm thấy rằng mình muốn vượt lên tất cả đám xe kia. Sao anh ta lại dừng lại vậy? Thật không ngờ là có thể bị tắc đường ở một nơi xa xôi với nền văn minh như thế này. Trong khi đó, trên bờ sông Đông, công tác chuẩn bị đang được thực hiện hết sức khẩn trương. Trước khi công binh bắt đầu quá trình gắn các đốt cầu, bạn cần phải chiếm được đầu cầu từ kẻ địch, giữ nó cho đến khi quân tiếp viện đến nơi. Đầu tiên, một chiếc xe đặc chủng sẽ tạo ra một màn khói dày trên sông. Dưới sự che chắn của làn khói này, vài chiếc xe chiến đấu bộ binh sẽ ngụy trang thành các bụi cây nổi và sang bờ bên kia để hỗ trợ hỏa lực cho công binh.
tắc đường ở vùng nông thôn, và cây cầu thì vẫn cứ đợi và đợi. Chúng tôi đang kẹt ở đây, và cây cầu phải đợi khi chúng tôi kẹt ở đây. Cả đoàn xe ở cả phía trước và sau. Đi đâu bây giờ? Thời gian đã trôi qua nhiều phút. Do đó, chúng tôi quyết định không đi theo đường chính nữa. Vào lúc này thì khả năng vượt địa hình của xe cộ chúng tôi đã thực sự hữu dụng. Tôi thấy anh cầm theo một đống que. Đó là cán chổi à? Không, đấy là cờ. Tôi sử dụng nó để lính của tôi hiểu được lệnh của tôi. Trung đội anh có bao nhiêu lính? 24 người. Điều đó có nghĩa là chúng ta có 24 lính trên xe đúng không? Có một chiếc Uran AS kéo thuyền máy ngay phía trước cùng 8 chiếc khác. Đoàn của chúng ta có 9 chiếc xe và chúng ta sẽ lắp một chiếc phà cấp trung đội. Và mất bao nhiêu thời gian để lắp nó? 16 phút là đạt yêu cầu và 11 phút là hoàn hảo. 24 người cùng làm việc đó à? Không, không tính các lái xe. Họ sẽ phải lo cho xe của mình. Chiếc phà sẽ được lắp bởi hai đội, tổng cộng là 18 người. Chỉ trong 11 phút, 18 người có thể lắp được một chiếc phà có khả năng chở đến 4 chiếc xe tăng. Trong khi cả tiểu đoàn đang lắp cầu phao, trung đội của chúng tôi phải chuẩn bị một chiếc phà để chở theo vài chiếc xe chiến đấu để mang sang bờ bên kia, tăng viện cho đơn vị ở đó. Các anh có phong tục nào có vẻ thú vị một chút không? À, lễ hạ cầu phao. Lễ hạ cầu phao ư? Khi nào thì bắt đầu? Sau khi anh lắp xong cái phà. Lần đầu tiên. Đúng, lần đầu tiên. Trong khi đó, chúng tôi đã tiếp cận bờ sông. Maxim đã đi báo cáo với bộ chỉ huy và tôi thì tham gia cùng các chiến sĩ trong tiểu đội. Lệnh bắt đầu nhiệm vụ được phát ra. Giữ vị trí tại bờ sông. Giờ cuối cùng chúng tôi đã ở bờ sông Đông, nhưng không giống như trong tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của Solokhov. Hôm nay, con sông không êm ả cho lắm, nó nổi sóng lớn. Bề rộng của sông Đông là 560 mét. Thật khó tin là chỉ trong 60 phút người ta có thể xây dựng được một cây cầu hoàn chỉnh tại đây. Kỹ thuật để xây dựng cầu phao khá đơn giản. Chiếc xe chở các đốt cầu dàn hàng ra bờ sông. Sau đó các đốt cầu sẽ được hạ xuống sông và lính công binh sẽ kết nối chúng thành một dải. Sau đó các thuyền máy sẽ giữ cho nó kết nối với hai bờ sông. Được rồi, toàn bộ các xe đã vào vị trí. Các tiểu đội đã sẵn sàng đợi lệnh. Giờ mỗi đội sẽ phân công lính của họ xuống nước. Khi các lái xe cho xe lùi lại, lính công binh sẽ kéo dây giữ và thế năng sẽ hỗ trợ các đốt cầu phóng xuống nước. Khởi động xe nào. Không phải lúc nào mọi thứ cũng đơn giản. Lùi lại nào.
Một đút cầu sẽ nổi nhờ vào tỷ trọng giống như một cái phao. Nó cấu tạo từ 4 phần và khi gấp lại, trông sẽ giống như một cây đàn phong cầm. Trong quá trình giải phóng đốt cầu xuống nước, các lò xo dưới lực nổi sẽ làm đốt cầu bung ra. Kết quả, chúng ta sẽ có một chiếc phà rộng 55m² với tải trọng 20 tấn. Xem ra chúng ta đã làm được rồi. Giờ tiến lên. Vâng, một chiếc xe quân sự không giống như siêu xe Mercedes hay BMW kép. Uran là Uran. Tăng động cơ. Giờ là việc chính. Tôi sẽ giúp mấy chàng công binh này. Mấy anh bạn, tôi tới giúp đây. Theo như quy trình, gọi là triển khai cầu, đội chúng tôi đã biến những đốt cầu gấp thành một cấu trúc vững chãi và nối nó với các đốt cầu xung quanh. Lấy móc và lẫy, chúng ở đằng kia. Công cụ chính của lính bắc cầu khi làm việc bằng tay là những chiếc móc và lẫy. Móc được gắn trên một tay cầm bằng gỗ dài và chiếc lẫy thì giống như loại xà beng thông thường, nặng 15kg. Không có gì là quá phức tạp. Đầu tiên, anh phải khóa đốt nối ở khớp trung tâm đốt cầu. Cắm lẫy vào như thế này. Dừng lại. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mạnh hơn, nhanh hơn. Sau khi khớp rìa đã được khóa, đốt cầu sẽ được cố định vững chãi và bằng phẳng. Nhanh, nhanh, nhanh. Thời gian không đợi đâu. Mặt về, người hướng dẫn tôi ngày hôm qua đã cố gắng hết sức để chúng tôi làm kịp tiến độ. Chúng tôi chỉ có 11 phút để hoàn thành. Tuy nhiên, tôi thì còn khá lâu mới phá được kỷ lục nào. Tôi thậm chí còn không hoàn thành nổi với mức thời gian thông thường. Cầm cái neo và mang nó ra đằng kia. Đằng kia, đúng. Nhảy qua đây, nhanh lên, nhanh lên. Đây là cầu tiếp. Nó là phần dốc giúp xe cộ leo được lên phà. Nhẹ nhàng nào. Phải có đường lên cho xe leo lên đất cầu với sự giúp đỡ của dây cáp và khung thép. Cầu tiếp làm bằng kim loại này đã được lắp trên đốt cầu nối với bờ. Giờ thì hạ nó xuống theo rãnh dẫn có sẵn. Giờ chúng ta đã kết nối mọi thứ. Hãy lấy móc và đẩy các đốt lại với nhau nào. Khi các đốt cầu đã cố định vững chãi và cầu tiếp đã xong, các đốt cầu sẽ được kết nối với nhau. Trong khi một nhóm đẩy các đốt cầu lại gần nhau, nhóm thứ hai sẽ sử dụng lẫy để khóa các khớp nối lại. Tôi phải nói là công việc của công binh bắc cầu không dễ dàng gì. Tôi thực sự nể phục các anh chàng này rồi. Với tay mơ như tôi, khi đó thực sự là công việc vất vả. Tôi đang đổ hết mồ hôi và thở hổn hển. Giờ khi tất cả các đốt cầu đã nối lại với nhau, thuyền máy sẽ quay phà của chúng tôi 90 độ để cập vào bờ. Chúng tôi sẽ hạ cầu tiếp xuống để xe cộ nặng có thể leo lên phà của chúng tôi. Phà nối cấp phân đội được kết nối bởi 8 phần nối và 1 phần tiếp bờ. Tổng khối lượng của phà là 60 tấn, cộng với toàn bộ các trang bị nặng mà nó có thể mang. Và chiếc phà còn có thể hoạt động trong điều kiện sóng cao đến 50cm. Giờ tất cả việc còn lại của chúng ta là với những chiếc thuyền máy. Chúng sẽ dẫn phà nổi di chuyển trên mặt nước.
Những chiếc thuyền được chở theo xe để hạ thủy thì chỉ cần là một bước rất dễ dàng và đơn giản. Thuyền máy kéo với một động cơ 225 mã lực, hai chân vịt có khả năng quay độc lập cả cùng chiều và ngược chiều kim đồng hồ. Thiết kế này cho phép thuyền có khả năng cơ động rất cao. Tôi chưa từng lái thuyền máy bao giờ, vì thế nên tôi vận hành nó của mình. Chào Sergey, xin chào. Chỉ tôi xem lái cái thuyền này thế nào đấy, bật máy lên đúng không? Không, đầu tiên anh phải mở khóa nhiên liệu đã, nhiên liệu, và sau đó là đề máy. Tôi làm rồi, chạy luôn. Thật đúng là một cỗ máy mạnh mẽ, nhìn luồng nước đằng sau kìa. Mà thuyền bè thì phải có tên chứ nhỉ? Anh đặt tên cho thuyền của mình chưa? Rồi, vậy tên nó là gì? Bentley. 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 Tôi thường nghĩ là nếu mình có cơ hội lái một chiếc Bentley thì phải lái trên đường nhựa. Đằng này lại là một chiếc Bentley lướt trên nước và tham gia bắc cầu. Thật sự thú vị đó. Lái một chiếc thuyền máy có vẻ cũng giống như lái ô tô nhỉ? Ngoại trừ là phải chuyển hướng liên tục hơn thôi. Mà động cơ tắt rồi à? Chúng ta hết xăng à? Không, thuyền này chạy bằng dầu diesel. Chúng ta cần phải thúc nó để nhiên liệu được bơm lên. Thực tế không có gì là nghiêm trọng cả. Chúng tôi chỉ là hết diesel thôi. Chúng tôi phải thúc cho phần nhiên liệu còn sót lại chảy được vào trong buồng đốt và thuyền sẽ tiếp tục chạy. Khi chúng tôi đang bận rộn với vấn đề của mình, thì các phương tiện chiến đấu đã đợi ở gần chiếc phà. Các binh sĩ đang triển khai các đốt cầu xuống và nối lại, trong khi chúng tôi đang khởi động lại con thuyền. Hãy mở khóa nhiên liệu và khởi động nào. Nó chạy rồi, Sergey. Con thuyền này có thể chạy với tốc độ tối đa là bao nhiêu? Nó có thể đạt đến 40 km/h. 40 km/h. Ồ, khá đấy, hơn cả tưởng tượng. Thật là tuyệt nếu có cái thuyền này để đi câu. Đội lắp cầu và phà ở trên bờ đã gần xong rồi. Trong một chương trình khác, riêng về thuyền máy, chúng ta sẽ thử hết các loại đã phục vụ trong quân đội Nga. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi phải đi lắp cầu tiếp đã. Họ đã đợi chúng tôi nghịch thuyền đến phát chán rồi. Không có vấn đề gì đâu các bạn. Nào, sẵn sàng. Liệu chúng ta sẽ bật tốc độ tối đa và kéo thẳng cái cầu này ra phải không? Không, giờ chúng ta phải làm theo mệnh lệnh của người giữ cờ. Chúng ta phải làm theo hiệu lệnh mà anh ta chỉ dẫn. Theo hiệu lệnh của cờ. Đúng, theo hiệu lệnh của cờ. Chiếc thuyền làm việc rất trơn tru. Dù nó phải kéo 9 đoạn cầu và mỗi đoạn nặng 6,5 tấn, tổng cộng xấp xỉ 60 tấn. Hai chiếc thuyền nhỏ đã dễ dàng di chuyển thứ khổng lồ này trên mặt nước. Chiếc phà quay 90 độ để nối với bờ. Các chiến sĩ công binh hạ cầu tiếp xuống. Giờ thú vị nhất sẽ bắt đầu.
Các loại xe bánh xích nặng sẽ leo lên phà của chúng ta. Trong trường hợp này là xe chiến đấu bộ binh, mỗi chiếc nặng gần 20 tấn. Tuy nhiên chiếc phà chẳng có vẻ gì là quá sức vì tải trọng cực lớn của nó. Tất cả các xe đã yên vị trên phà, chỉ huy ngồi trên một trong số chúng và bắt đầu hiệu lệnh di chuyển. Lá cờ đỏ trên tay trái anh ta sẽ là hiệu lệnh cho thuyền bên trái và cờ trắng trên tay phải hiệu lệnh cho thuyền bên phải. Lá cờ giơ càng cao thì thuyền càng phải tăng công suất. Đó là cách mà một người có thể điều khiển cả một chiếc phà nặng hàng trăm tấn. Thế đấy, và thậm chí chẳng cần đến bộ đàm hay các thiết bị khác, chỉ hai lá cờ, một trắng, một đỏ, tất cả đều rõ ràng và tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ một cách rõ ràng và hiệu quả. Thứ chúng tôi lắp ở đây chưa phải là một cây cầu, mà chỉ là một chiếc phà ghép bởi 9 nút cầu để chuyên chở các loại xe nặng. Trong trường hợp này là 3 chiếc xe chiến đấu bộ binh. Tuy nhiên, vào thời điểm chúng tôi cập bờ và quay lại, thì toàn bộ các phần khác của cây cầu đã hoàn thành. Chúng tôi sẽ khóa chúng lại và tạo thành một đường thẳng băng nối giữa hai bờ. Giờ hai lính công binh sẽ chồn nèo xuống bờ, do đó chiếc phà sẽ được giữ chắc chắn để xe cộ có thể lên bờ mà không gặp phải trở ngại gì. Chiếc phà cập bến với sự hỗ trợ của cầu dẫn. Thiết kế của nó cho phép xe có thể đi xuống dễ dàng mà không phải lo ngại về độ dốc của bờ. Chúc sức khỏe. Công binh có thể triển khai chỉ pha hoặc cầu phao. Chỉ ngày hôm qua, trước khi đoàn làm phim của chúng tôi tới, họ đã triển khai một cái cầu lắp ghép. Phần giữa cầu còn có cửa thông tuyến. Chỉ cần vài phút kết nối hai chiếc phà, bạn đã có một chiếc cầu như vậy. Tuy loại cầu này không thể phục vụ xe bánh xích hạng nặng, nhưng ô tô chở quân thì thoải mái trong trường hợp khẩn cấp. Khi phà của chúng tôi quay lại, nó sẽ được kết nối với cây cầu. Đó là một công đoạn rất quan trọng. Chỉ cần sai sót một chút là nhiệm vụ sẽ hỏng hết. Kéo lại với nhau. Nào, gắn chặt. Được rồi, giờ cầu phao đã sẵn sàng. Nó được ghép từ 80 đốt cầu và dài 560 mét. Giờ chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã kết nối được hai bờ của sông Đông. Mọi công đoạn lắp ráp cầu cấp tốc này làm tôi nhớ đến chuyển động của kim máy khâu. Trên thực tế, đây là thời điểm cực kỳ quan trọng. Tất cả những chiếc thuyền máy phải phối hợp nhịp nhàng với nhau. Trong điều kiện phải chú ý đến tốc độ gió và dòng chảy của sông. Hôm nay có bao nhiêu binh sĩ tham gia vào nhiệm vụ này? Ngày hôm nay, tiểu đoàn Bắc Cầu của Lữ đoàn 11 đã tham gia thực hiện nhiệm vụ. Nhân lực từ 200 đến 250 người. 250 người, và tất cả họ làm việc nhịp nhàng như một. Đó là những gì mà quân đội phải làm được. Để trở thành một lính công binh Bắc Cầu, không chỉ có việc triển khai các đốt cầu xuống sông, kết nối các đốt cầu hay lắp chúng thành cầu, đó còn là một phong tục tốt đẹp. Đó không phải là tất cả, giờ cần phải có 80 gram vodka nữa.
Tuy nhiên, vì đây là truyền hình nên chỉ có nước compote, một loại nước quả khô nấu lên. Giờ thì tôi đã thành lính công binh Bắc Cầu thực thụ rồi. Chúc mừng, giờ anh đã là lính Bắc Cầu thực thụ rồi. Phục vụ vị công binh.